đang thi công cái dàn mà này của đường dông là cái đỉnh mà cao nhất của đỉnh mái đó quý vị. Đây các chuyên gia Trung Quốc đang thi công đó. Sắt T 16 này, T 16 các bạn đây là cái dằn ở trong cái sát mà đầu đột dông đó quý vị. Đây là cái hệ mà hệ đấu cái củng đó quý vị. Cái dằn này là cái dằn của đầu cái máy quý vị, máy hay bình thả rồi mũ. Tôi đang đứng gần cái dằn. Cái dằn này bên cái đòn dông đó quý vị. Đòn dông này còn chưa là thượng lương quý vị, và cái gỗ mà to nhất cái này cái khi 42 lận, đường kính của gỗ này cái 48. Mấy cây hoành là 26. Rồi bữa nay là đã làm tới cái đỉnh nóc mái này quý vị. Nóc mái này thì cũng khoảng 80%, còn một ngói là không. Ngói là hoàn tất. Hồng này bằng cổ thành xe rồi liên kết với tường, tại cái phần này tiếp xúc trực tiếp với cái mưa nắng. Rồi cảm ơn quý vị nha. Đây là mấy anh em chuyên gia Trung Quốc đang đóng quốc vào chuẩn bị cổ.